Với 390.000 đồng có làm thay đổi quyết định mua hàng của các bạn hay không? Đó chính là câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho tất cả các bạn để các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn về sự chênh lệch giá của hai sản phẩm nhỏ nhưng có võ, JBL Flip 5 và tiếp theo đó chính là Sony XB23. Hiện tại giá của hai sản phẩm này được bán tại Đức Digital đó chính là 2.100.000 đồng dành cho sản phẩm JBL Flip 5 và 2.490.000 đồng dành cho sản phẩm Sony XB23. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về hai sản phẩm này cũng như là so sánh về tính năng và âm thanh của nó nhé. Điều đầu tiên khi mà chúng ta so sánh giữa hai thiết bị âm thanh đó chính là thiết kế, đúng không ạ? Về thiết kế của hai sản phẩm Sony XB23 và JBL Flip 5 đó chính là có vẻ ngoài vô cùng nhỏ gọn, vô cùng tiện lợi. Chúng ta có thể mang đi bất cứ nơi đâu mà chúng ta muốn. Đặc biệt với những bạn trẻ mà muốn căn phòng làm việc của mình hay là căn phòng học tập của mình trở nên màu sắc hơn, lung linh hơn, tỏa sáng hơn thì chắc chắn không thể bỏ quên hai cái thiết bị âm thanh này rồi ạ. Về trọng lượng của Sony XB23 có trọng lượng là 580g. Còn đối với anh chàng hàng xóm thì như thế nào ạ? JBL Flip 5 có trọng lượng là 540g mà thôi. Về kích thước của Sony XB23 có đường kính là 76mm và chiều cao của nó là 218mm. Còn đối với anh chàng JBL Flip 5 có đường kính là 74mm và chiều cao là 181mm. Loa Bluetooth Sony XB23 có một dây cực đẹp đi kèm giúp bạn dễ dàng treo loa ở trên xe, giá, ba lô hay bất cứ nơi đâu mà bạn thích. Có thiết kế ấn tượng với khả năng chống thấm nước, chống bụi, chống rỉ, e căng thậm chí có thể tháo ra và giặt. Tất cả yếu tố đó giúp bạn hoàn toàn yên tâm khi mang loa đến bãi biển, khu rừng hay bất cứ nơi đâu, bất kể bề mặt bụi bặm như thế nào. JBL Flip 5 chống nước hoàn hảo theo tiêu chuẩn IPX7. Bạn có thể yên tâm khi thỏa sức bên bể bơi hay du lịch bãi biển mà không lo sợ loa vô tình bị gặp nước hay thậm chí chìm trong nước khoảng 1 mét trong 15 phút. Với chất liệu cao cấp và vỏ cao su mềm mại giúp bảo vệ loa luôn được an toàn tối đa, Flip 5 còn được thiết kế với đèn LED thông minh để thông báo tình trạng pin và tình trạng kết nối Bluetooth đến bạn một cách nhanh chóng nhất có thể. JBL Flip 5 với linh hồn là một củ loa toàn dài dạng Ray Track Shape. Nói như vậy thì có lẽ mọi người chưa hiểu rõ lắm đúng không ạ? Tức là loa có hình đường đua dạng hình chữ nhật nhưng được bo tròn các góc khiến cho âm thanh được chi tiết hơn. Kết hợp cùng hai passive radiator hay còn gọi là bát thụ động, mang thụ động được trang bị hai bên giúp âm trầm trở nên mạnh mẽ lan tỏa. Thực sự loa Bluetooth JBL Flip 5 đã đưa chất lượng âm thanh lên một tầm cao mới. Không giống như màng loa tròn trong các bộ loa thông thường, đối với loa Sony XB23 sở hữu âm thanh đỉnh cao và mạnh mẽ, đó chính là nhờ loa cân bằng X. Tức là màng chắn của loa là không tròn, tối ưu hóa diện tích màng loa và bên cạnh đó còn giúp cho âm bát được mạnh mẽ và chi tiết hơn. Ngoài ra thiết kế lệch tâm và cân bằng trọng lượng được tối ưu hóa của thiết bị giúp nâng cao độ rõ nét âm thanh. Bộ tản nhiệt thụ động kép ở hai đầu kết hợp hoạt động cùng với các loa toàn dài giúp tăng cường âm trầm hoàn hảo và mạnh mẽ hơn. Đối với hai dòng loa này đều sử dụng công nghệ kết nối Bluetooth, Sony XB23 sử dụng công nghệ Bluetooth 5.0. Còn đối với JBL Flip 5 sử dụng công nghệ kết nối Bluetooth 4.2 có thể dễ dàng kết nối với các thiết bị thông minh như là iPhone, iPad hay kể cả đó chính là Smart TV hiện nay. Điều thú vị ở hai dòng loa này đó chính là loa Sony XB23 có thể kết nối tới 100 loa không dây SRS tương thích với công nghệ Bluetooth với nút Party Connect. Với loa Bluetooth JBL Flip 5, bạn có thể kết nối hàng ngàn loa cùng loại với nhau thông qua chế độ Party Boost trên loa. Chỉ cần bấm nút Party Boost trên loa và tận hưởng âm thanh kết hợp sống động. Đối với một khách hàng khi sở hữu một thiết bị âm thanh, điều quan trọng đầu tiên đó chính là có âm thanh hay, có một thiết kế vô cùng tiện lợi nhỏ gọn, thì một điều quan trọng không kém đó chính là thời lượng sử dụng của sản phẩm. Đối với hai sản phẩm Sony XB23 và JBL Flip 5 có một đặc điểm chung, đó chỉ là chỉ cần sạc trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ nhưng thời gian sử dụng lên tới 12 giờ đồng hồ. Đối với sản phẩm loa Sony XB23 sử dụng cáp USB Type-C, còn đối với JBL Flip 5 sử dụng cổng USB-C, chính vì thế mà chúng ta có thể sử dụng hai sản phẩm âm thanh này trong các bữa tiệc cùng với những bạn bè và âm thanh của mình mà không cần phải lo đi sạc pin. À, một điều mà các bạn trẻ rất là quan tâm đó chính là màu sắc của hai sản phẩm này đúng không ạ? Phải nói cũng như là công nhận một điều rằng là hãng JBL cũng như là Sony rất là tâm lý khi mà đã sản xuất ra hai sản phẩm âm thanh này với rất nhiều màu sắc để các bạn thỏa thích lựa chọn. Đối với Flip 5
thì có tận 11 màu sắc để các bạn có thể lựa chọn. Tuy nhiên thì tôi sẽ lựa chọn một màu mà tôi thích nhé. Còn đối với Sony cũng không hề kém cạnh anh hàng xóm của mình khi mà Sony đã sản xuất loa Sony XB23 với 5 màu sắc vô cùng tuyệt vời để các bạn dễ dàng sử dụng và lựa chọn nhé. Và tôi cũng sẽ lựa chọn một màu sắc mà tôi yêu thích. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng tìm hiểu những tính năng cũng như là thông số của hai thiết bị âm thanh vô cùng tuyệt vời này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm những phép thử vô cùng đơn giản của hai thiết bị âm thanh này nhé. Vừa rồi thì chúng ta đã làm những phép thử so sánh vô cùng tuyệt vời của hai sản phẩm Sony XB23 và Silver Flip 5. Các bạn đánh giá như thế nào về hai thiết bị âm thanh này ạ? Và các bạn sẽ lựa chọn âm thanh nào cho căn phòng làm việc của mình đây? Đối với tôi thì vô cùng đau đầu khi không biết phải lựa chọn thiết bị âm thanh nào đây ạ. Hay là lựa chọn cả hai ta? Cũng có thể đúng không ạ? Và một câu nói mà tôi muốn dành cho hai cái thiết bị âm thanh này đó chính là mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10, rất đúng với hai thiết bị âm thanh này đúng không ạ? Nếu các bạn yêu thích video của chúng tôi cũng như là hai thiết bị âm thanh này thì các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi. À, và các bạn nhớ tìm hiểu kỹ hơn cũng như là sẽ lựa chọn cho mình một thiết bị âm thanh đúng nhất nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.